nông dân làng Chánh với bản tính quen chịu khổ mà không chịu khó. Điều này đã làm cho ý chí cùng khát vọng làm giàu của chính họ bị chững lại. Bằng lòng với những gì mình đang có, từ khi Hội Nông dân phát động phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, đã tạo hiệu ứng lan tỏa sâu rộng và thu hút đông đảo hội viên nông dân trong toàn huyện tham gia. Từ phong trào này đã xuất hiện nhiều nông dân sản xuất kinh doanh giỏi. Họ là những tấm gương tiêu biểu dám nghĩ, dám làm, dám đầu tư và dám thua lỗ để rồi kiên trì, học hỏi, cùng khát vọng làm giàu, không cam chịu đói nghèo, quyết tâm vượt khó vươn lên và trở thành điển hình tiên tiến trong phát triển kinh tế, làm giàu cho gia đình và địa phương, góp phần thúc đẩy phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh hiện đại. Toàn huyện hiện có 10 cơ sở hội, có 97,43% thôn bản khu phố có nông dân đã có tổ chức hội với 76 chi hội trên 78 thôn bản khu phố. Trong hơn 2 năm qua đã kết nạp thêm 731 hội viên, nâng tổng số hội viên lên trên 8.320 hội viên, chiếm 88,32% số hộ làm nông nghiệp nông thôn. Xác định phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, các cấp hội nông dân trên địa bàn huyện đã tích cực tuyên truyền, tổ chức cho hội viên đăng ký hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp theo tiêu chí, phối hợp chuyển giao khoa học kỹ thuật, chỉ đạo xây dựng mô hình phát triển kinh tế đạt hiệu quả. Nhờ đó, phong trào ngày càng có sức lan tỏa rộng khắp trong nhiều lĩnh vực, trồng trọt, chăn nuôi, tiểu thủ công nghiệp, thương mại và dịch vụ, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội ở nông thôn, tạo động lực khích lệ nông dân hăng hái thi đua sản xuất, đồng thời tạo điều kiện để nông dân trao đổi kinh nghiệm, giúp nhau làm giàu chính đáng. Qua quá trình tổ chức thực hiện phong trào, đã thu hút đông đảo cán bộ hội viên nông dân thi đua sản xuất kinh doanh, từng bước thoát nghèo bền vững, nhiều hộ nông dân vươn lên trở thành hộ khá giàu. Đến nay, phong trào đã phát triển thành phong trào quần chúng sâu rộng trong toàn huyện. Phát huy những thành tích đã đạt được hơn 2 năm qua trong quá trình tổ chức thực hiện, bên cạnh những thuận lợi cũng gặp không ít những khó khăn thách thức. Tuy nhiên, được sự quan tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp tạo điều kiện để phong trào có sức lan tỏa mạnh mẽ, các đoàn thể trong hệ thống chính trị luôn quan tâm giúp đỡ, hội viên nông dân luôn đoàn kết tương trợ, nỗ lực cùng đồng bào các dân tộc trong huyện phát huy tinh thần cần cù chịu khó, dám nghĩ, dám làm và dám đầu tư để hiện thực hóa khát vọng làm giàu trên chính mảnh đất quê hương. Trước thì em cũng đi làm ở nhiều nơi và em cũng thấy người ta nuôi mô hình này kinh tế hiệu quả rất là cao. Nên là em cũng mạnh dạn về đầu tư được 6 con. Thì em cũng cảm thấy là mô hình này chăn nuôi rất là dễ và thuận tiện hơn là trâu bò. Và em cũng mong muốn sau này thì có cơ hội em sẽ phát triển và mở rộng ra thêm mô hình. Hội Nông dân đã phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Nhân dân huyện, cùng quyết tâm chính trị cao, đã kiên trì, sáng tạo và quyết liệt chỉ đạo cán bộ hội viên nông dân vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ đã đề ra, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh mà Đảng bộ đã đề ra, tạo điều kiện thuận lợi cho phong trào tiếp tục phát triển. Qua quá trình triển khai thực hiện, phong trào đã mang lại nhiều kết quả thiết thực, công tác tuyên truyền được tổ chức sâu rộng trong cán bộ hội viên nông dân. Việc phối hợp với các ban ngành để hỗ trợ phong trào, công tác kiểm tra, giám sát, phát động đăng ký và bình xét danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp được quan tâm chỉ đạo thực hiện. Kết quả công tác tuyên truyền, tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, hộ cá nhân đăng ký danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi 4 cấp đều tăng so với cùng kỳ. Trong giai đoạn 2021-2023, có trên 2.912 hộ, tăng 1.108 hộ so với giai đoạn 2018-2020. Thông qua phong trào, đời sống của người dân ngày càng được nâng cao, diện mạo nông thôn của huyện ngày càng khang trang, góp phần xây dựng huyện nhà phát triển nhanh, bền vững. Chất lượng hiệu quả phong trào ngày càng được nâng cao, đã xuất hiện nhiều hộ có quy mô sản xuất lớn, có vốn kinh doanh hàng trăm triệu đồng, thu hút hàng chục lao động, thu nhập hàng năm từ 0,5 đến 1 tỷ đồng, góp phần tăng thu nhập, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, nâng cao mức sống ổn định, tạo lòng tin vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và tổ chức hội,
số hộ đạt danh hiệu hộ sản xuất kinh doanh giỏi cấp huyện giai đoạn 2021-2023 có mức thu nhập bình quân đầu người trên một năm từ 78,8 triệu đồng trở lên, giai đoạn 2018-2020 là 61,8 triệu đồng, tăng 17 triệu đồng so với giai đoạn 2018-2020. Số hộ đạt danh hiệu hộ sản xuất kinh doanh giỏi cấp tỉnh, cấp trung ương có mức thu nhập bình quân đầu người trên năm từ 123,75 triệu đồng trở lên, tăng 4 lần. Đã có nhiều tấm gương nông dân vượt qua khó khăn, phát huy lợi thế của địa phương, khai thác mọi tiềm năng đất đai, lao động, tiền vốn để phát triển những mô hình sản xuất hiệu quả, trở thành những hộ sản xuất kinh doanh giỏi. Điển hình trong giai đoạn 2021-2023 có 54 hộ gia đình sản xuất kinh doanh tiêu biểu, đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến tổ chức hội, hội viên nông dân, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động tuyên truyền như thông qua sinh hoạt ban chấp hành, sinh hoạt chi, tổ hội, hội thi để truyền đạt phổ biến những nội dung quan trọng trong phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi đến hội viên nông dân. Phát huy vai trò nòng cốt của hội trong phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, 100% các cơ sở hội đều tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, có cách làm phù hợp gắn với tình hình thực tiễn của địa phương. Hàng năm có 100% các chi hội ở các xã thị trấn tổ chức cho các hộ đăng ký hộ gia đình sản xuất kinh doanh giỏi các cấp và tỷ lệ hộ gia đình nông dân đăng ký tham gia phong trào ngày càng tăng. Trong những năm qua, phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững đã được xã Yên Thắng triển khai sâu rộng có hiệu quả, tạo sức lan tỏa và thu hút đông đảo hội viên nông dân tham gia, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, nâng cao đời sống của nhân dân. Hiện nay thì cũng đã có xuất hiện là rất nhiều là các hộ gia đình là vươn lên làm giàu, nhất là bên hội nông dân huyện của xã cũng có các nhiều các chính sách để mà hỗ trợ cho các hộ gia đình để vào phát triển sản xuất trên địa bàn, nhất là hiện nay là chỗ gia đình anh Ngân Văn Thương ở Bản Vặn ấy có cái mô hình là nuôi hươu để lấy nhông bán ra ngoài thị trường, thì trong cái thời gian tới để mà bà con nhân dân, tức là hộ nông dân để có nhiều cái mô hình thì chính quyền địa phương nó cũng kịp thời là vận động các hộ kịp thời vay vốn để mà sản xuất để phát triển kinh tế trong cái thời gian tới. Trên cơ sở quán triệt thực hiện đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các cấp hội đã tích cực đẩy mạnh hoạt động phối hợp với các ban ngành đoàn thể của huyện, tăng cường ký kết các chương trình phối hợp nhằm hỗ trợ, giúp đỡ cho hội viên nông dân có nguồn lực để đầu tư phát triển, duy trì tốt các mô hình kinh tế, cùng với đó là định hướng ngành nghề, tạo đà cho người nông dân yên tâm lao động sản xuất, tin tưởng vào chủ trương phát triển, mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh. Tổ chức vận động, thành lập quỹ hội nông dân cấp huyện với kinh phí huy động đến thời điểm hiện tại là trên 700 triệu đồng, hỗ trợ cho 26 lượt hộ hội viên nông dân vay vốn phát triển sản xuất kinh doanh, tạo công ăn việc làm cho hàng trăm lao động địa phương. Tích cực chỉ đạo vận động thành lập quỹ các chi hội, đến nay đã có 78 trên 78 chi hội có quỹ trong nội bộ nông dân với tổng số tiền đóng góp lên tới 390 triệu đồng, giúp cho hàng trăm hội viên nghèo vay vốn để sản xuất kinh doanh. Đã có nhiều hộ gia đình có thu nhập ổn định từ 30 đến 40 triệu đồng trên một năm. Trong giai đoạn 2021-2023, tiến hành bình xét 98 hộ gia đình sản xuất kinh doanh giỏi được cơ sở gửi lên và 10 tổ chức cơ sở hội. Kết quả bình xét được 5 hộ đạt hộ gia đình sản xuất kinh doanh giỏi cấp tỉnh và 54 hộ đạt hộ gia đình sản xuất kinh doanh giỏi cấp huyện. 10 tổ chức hội xét được 5 tổ chức. Đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện tặng giấy khen cho 54 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi cấp huyện giai đoạn 2021-2023. Gia đình thì nuôi liên kết đầu tư các ví dụ như là con giống này, con giống với lại bao tiêu đầu ra cho mình, kèm theo những các ví dụ như mà gà là kèm theo những thú y các thứ là họ chịu trách nhiệm hết cho mình. Gia đình cũng mong muốn là các cấp chính quyền là có thể quan tâm hơn nữa thì có thể mở thêm rộng lên trang trại, có thể mở rộng thêm để có thu nhập thêm cho gia đình. Đối với cấp cơ sở hội, Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện đã hướng dẫn cơ sở tham mưu cho cấp ủy và phối hợp với Ủy ban nhân dân cùng cấp thực hiện công tác bình xét,
công nhận, thi đua khen thưởng, sơ kết, tổng kết hàng năm để đánh giá phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi. Qua hơn 2 năm, cấp cơ sở đã chứng nhận và khen thưởng cho hơn 1.500 hộ gia đình sản xuất kinh doanh giỏi cấp cơ sở. Phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi đã góp phần hình thành các vùng sản xuất, phát huy thế mạnh của mỗi vùng, từng bước xây dựng thương hiệu nông sản hàng hóa đặc trưng theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Phong trào đã tác động tích cực vào chuyển dịch cơ cấu cây trồng, đẩy mạnh thâm canh, phát huy tiềm năng thế mạnh của địa phương. Trong giai đoạn đã xuất hiện nhiều hộ nông dân đưa các giống cây trồng vật nuôi có năng suất giá trị thu nhập cao vào sản xuất, phát huy thế mạnh của mỗi vùng, từng bước xây dựng thương hiệu nông sản hàng hóa đặc trưng của địa phương, hướng tới tạo ra các sản phẩm ô cốp. Điển hình trong phong trào là các đơn vị thị trấn Chí Năng, Yên Thắng và xã Đồng Lương. Phong trào đã góp phần thúc đẩy việc thành lập các loại hình kinh doanh du lịch sinh thái cộng đồng gắn với bảo tồn thiên nhiên đi đôi với phát triển bền vững ở một số địa phương như Lâm Phú, Chí Năng, Giao An, Giao Thiền và xã Yên Khương, tạo thu nhập ổn định cho các hộ gia đình và tạo công ăn việc làm cho hàng trăm lao động tại địa phương nhờ các hoạt động dịch vụ kèm theo như trồng rau, nuôi cá hồi, cá tầm thương phẩm, nuôi cá dốc, cá nước ngọt, chăn nuôi vịt bản địa, lợn cò, gà đồi, nuôi suối, nuôi dê thương phẩm, trồng nấm phục vụ cho các nhà hàng, kinh doanh dịch vụ nhà nghỉ lưu trú homestay, phát triển nghề dệt thổ cẩm, đan lát và các sản phẩm đặc thù của địa phương bán làm quà lưu niệm cho du khách tới tham quan. Nhiều hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi đã thành lập các doanh nghiệp loại vừa và nhỏ trong nông thôn hoặc làm sáng lập viên thành lập các tổ hợp tác xã, chi hội, tổ hội nghề nghiệp nhằm liên kết, mở rộng quy mô, tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh. Từ các mô hình hội đã phối hợp thành lập được 10 tổ chức hội nông dân nghề nghiệp, xây dựng thành lập mới 8 tổ hợp tác, 3 hợp tác xã, phối hợp thành lập được 8 doanh nghiệp giải quyết được việc làm, tăng thu nhập cho người dân. Phong trào đã góp phần thúc đẩy việc thành lập các loại hình gia trại hiệu quả kinh tế cao. Trong giai đoạn có 11 gia trại chăn nuôi và có nhiều mô hình sản xuất lâm nghiệp, mô hình kinh tế tổng hợp, doanh thu bình quân đạt từ 100 triệu đồng trên một năm trở lên. Với bản tính cần cù, không cam chịu đói nghèo, quyết tâm vươn lên với mô hình trồng vầu, nuôi bò, thu nhập hàng trăm triệu đồng một năm như gia đình anh Lò Văn Năm đang xuất hiện ngày càng nhiều trên địa bàn xã Yên Khương. Trước đây thì gia đình chúng tôi là chuyển đổi cây trồng, thì là trước thì trồng các loại cây khác thì không ăn thua. Sau này chúng tôi là mạnh dạn là trồng lại cây bầu, thì là thấy gia đình là rất dễ dàng chăm sóc và khai thác thì rất là hiệu quả kinh tế cho gia đình, thu nhập cao. Năm nay đó thì là gia đình khai thác cũng mới khai thác 2 ha thì cũng được gần 50 triệu. Ngoài ra còn xuất hiện nhiều mô hình nông nghiệp ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật mới vào địa phương mình như hộ gia đình ông Phạm Văn Thương, Lê Thị Chính chăn nuôi lợn thịt, gà, trồng rừng, nuôi cá ở xã Giao An, mô hình trồng cây ăn quả, bưởi, quýt, chanh leo, hộ ông Vi Hồng Nghị và hộ chăn nuôi đầu tư máy xay sát Lò Thị Chuyên, xã Tân Phúc, mô hình kinh doanh dịch vụ lưu trú homestay của ông Hà Ngọc Liệu ở bản Năng Cáp, xã Chí Năng, mô hình kinh doanh máy móc nông cụ sản xuất nông nghiệp hộ bà Lương Thị Hương chăn nuôi gà thịt, bà Hà Thị Hào ở thị trấn Làng Chánh, mô hình chăn nuôi trồng rừng hộ ông Phạm Văn Cảnh bản Buốc, xã Lâm Phú, mô hình nuôi cá dốc cá nước ngọt hộ ông Lương Văn Hòa ở xã Tam Văn, mô hình nuôi lợn hộ Lê Văn Hường và mô hình trồng bưởi da xanh, trồng cam, ổi hộ Lê Thị Thuật, xã Đồng Lương, mô hình nuôi hươu lấy nhung hộ ông Ngân Văn Thương ở xã Yên Thắng, mô hình nuôi dúi của hộ ông Phạm Văn Hoàng ở xã Giao Thiền, cùng với hàng chục hộ chăn nuôi trồng rừng kinh doanh trên các lĩnh vực của đời sống xã hội đã mạnh dạn đầu tư để có được kết quả đáng khích lệ, vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng. Họ chính là những tấm gương tiêu biểu xuất sắc để hàng nghìn hộ hội viên khác học tập làm theo. Thì ban đầu thì em cũng lên mạng xem YouTube, vô tình thấy mô hình nuôi dúi, em đã tìm hiểu về mô hình này, thì cảm thấy cái mô hình này ở quê mình điều kiện khí hậu cũng như nguồn thức ăn sẵn có rất là nhiều, và em đã quyết định đầu tư nuôi dúi. Nuôi dúi ban đầu thì em cũng gặp rất là nhiều khó khăn. Sau quá trình nuôi thì em tích lũy ra được kinh nghiệm và đến hiện tại thì cảm thấy nuôi dúi rất là dễ. So với các con vật nuôi truyền thống thì
lợi nhuận kinh tế của con rúi thì khá là cao hơn, cao rất là nhiều so với con vật nuôi truyền thống. Và sắp tới dự định của em năm sau sẽ mở thêm, xây thêm trại. Từ phong trào đã xuất hiện nhiều nông dân dám nghĩ, dám làm, quyết tâm tìm tòi, đưa vào thử nghiệm và nhân rộng các loại cây con mới, phá vỡ thế độc canh sản xuất các cây con truyền thống, góp phần đa dạng hóa sản xuất, phát triển các ngành nghề, dịch vụ mới trong kinh tế nông thôn, tạo công ăn việc làm cho nhiều lao động địa phương. Nhiều hộ nông dân đã mạnh dạn chuyển đổi nghề sang làm dịch vụ, tiêu thụ công nghiệp như đồ điện dân dụng, xưởng cơ khí nông nghiệp, xưởng đúc gạch vồ, dịch vụ bán hàng tạp hóa, bán vật liệu xây dựng, dịch vụ xay sát, dịch vụ nông nghiệp đã mang lại thu nhập hàng năm từ 200 đến 300 triệu đồng trên một năm, giúp đỡ cho 3 đến 5 hộ nghèo bằng cách thuê lao động thường xuyên, tạo việc làm ổn định, thu nhập từ 5 đến 6 triệu đồng trên một tháng. Phong trào đã khuyến khích động viên nông dân phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, giúp nhau xóa đói giảm nghèo, thi đua làm giàu, xây dựng nếp sống văn hóa ở nông thôn, tích cực tham gia thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới của Đảng, Nhà nước và của địa phương. Thông qua phong trào sản xuất kinh doanh giỏi, hội đã tuyên truyền vận động hội viên nông dân trong huyện đóng góp xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn 2021-2023, đã đóng góp 2 tỷ 232 triệu đồng, hiến 2.760 m2 đất và trên 8.431 ngày công lao động xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, làm mới và sửa chữa 18 km đường giao thông, tu sửa và làm mới 12,86 km kênh mương nội đồng, 19 chiếc cầu cống đã được làm mới và sửa chữa. Nhiều hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi đã hiến đất và tích cực góp vốn đầu tư xây dựng các công trình phúc lợi như trường học, trạm xá, cầu cống, đường giao thông nông thôn. Có thể khẳng định rằng phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững đã thực sự là động lực khích lệ hội viên nông dân phấn khởi, hăng hái thi đua lao động sản xuất, góp phần quan trọng vào công cuộc giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới. Mấy năm trở lại đây thì xã Giao Thiện cũng có hình thành các cái mô hình chăn nuôi. Thì đối với xã Giao Thiện thì đến bây giờ thì có một mô hình nuôi dúi, đến hiện giờ đã được 3 năm. Và phải nói rằng mô hình nuôi dúi này bước đầu cũng đem lại hiệu quả kinh tế cho gia đình. Nhất là mỗi năm là thu được 100 triệu trên một năm. Thì đối với cái mô hình này phải nói là cái mô hình mới của xã Giao Thiện. Và đối với xã Giao Thiện thì cũng có định hướng là thứ nhất là cũng giúp đỡ hộ gia đình nếu có nhu cầu vay vốn trong việc mà phát triển mở rộng cái khu chăn nuôi. Và thứ hai, đây là cũng cái mô hình tiên tiến và điển hình của xã, thì đây cũng tới đây là cũng cho nhân rộng, mở rộng các cái mô hình ra các cái hộ tiếp theo. Phát huy nguồn lực từ những hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp với tinh thần tương thân tương ái, hăng hái thi đua sản xuất kinh doanh để phát triển kinh tế, tạo nhiều việc làm tại chỗ, giúp đỡ cho các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo gặp khó khăn về vốn, kỹ thuật, kinh nghiệm sản xuất, tạo điều kiện vươn lên thoát nghèo bền vững. Trong giai đoạn 2021-2023 đã giúp đỡ 258 hộ thoát nghèo. Nông dân tích cực tham gia các tổ tự quản của thôn xóm, xây dựng tình làng nghĩa xóm, đoàn kết trong khu dân cư, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn trên địa bàn. Phong trào đã có sức thu hút và tạo sự gắn bó ngày càng chặt chẽ hơn giữa tổ chức hội với hội viên nông dân, góp phần thúc đẩy xây dựng và củng cố tổ chức hội ngày càng vững mạnh về cả chính trị, tư tưởng và tổ chức, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhiệm vụ chính trị được Đảng và Nhà nước giao. Để phong trào ngày càng phát triển sâu rộng, tạo được sức lan tỏa mạnh mẽ, Hội Nông dân xã Đồng Lương đã tích cực tuyên truyền vận động hội viên tham gia, đồng thời triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ vốn, nhân rộng các mô hình điển hình trên địa bàn xã. Qua đó, ngày càng khích lệ các hội viên mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, tạo ra những sản phẩm có giá trị kinh tế cao. Thời gian gần đây thì xuất hiện rất là nhiều mô hình về trồng trọt và chăn nuôi phù hợp với khí hậu thổ nhưỡng của địa phương. Và trong các mô hình đấy thì điển hình có các mô hình làm rất là hiệu quả, ví dụ như các mô hình về trồng cây ăn quả, mô hình nuôi lợn, mô hình chăn nuôi dê. Và các mô hình đấy là đã mang đến thu nhập
cao cho các hội viên nông dân và tạo công an việc làm thường xuyên ổn định cho những hội viên khác ở trên địa bàn. Sắp tới thì chúng tôi cũng đang tìm tòi các cái mô hình ứng dụng trên địa bàn, sẽ có xuất hiện nhiều những hội viên nông dân làm tốt các cái mô hình sản xuất kinh doanh giỏi và mang lại thu nhập, nâng cao đời sống của hội viên. Từ kết quả phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau giảm nghèo và làm giàu chính đáng, Đảng và Nhà nước đã đánh giá cao vai trò trung tâm và nòng cốt của hội nông dân và giai cấp nông dân đối với sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thể hiện qua việc ban hành nhiều cơ chế, chính sách tạo điều kiện để hội viên nông dân phát triển. Những kết quả trên đã khẳng định phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi tiếp tục phát triển cả về chiều rộng và chiều sâu, có sức lan tỏa trên phạm vi toàn huyện, trên tất cả các lĩnh vực sản xuất, nông, lâm, ngư nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ, trở thành một trong những tâm điểm trong đời sống kinh tế xã hội nông thôn, lôi cuốn, khích lệ hàng nghìn hộ nông dân phát huy tinh thần lao động cần cù, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, thực hiện có hiệu quả các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước. Mặc dù trong những năm qua, huyện ta bị ảnh hưởng rất lớn bởi thiên tai dịch bệnh và nền kinh tế thế giới có nhiều bất ổn, nhưng phong trào đã động viên nông dân phát huy truyền thống cần cù, chịu khó, sáng tạo, góp phần quan trọng vào thành tựu chung của huyện, giữ vững an ninh lương thực, chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp, đẩy mạnh việc giảm nghèo, giữ vững ổn định chính trị nông thôn, góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng nông thôn mới. Đạt được những kết quả trên là nhờ có sự lãnh đạo chỉ đạo đúng đắn, kịp thời của Đảng, sự điều hành quyết liệt của chính quyền. Bên cạnh đó, các ban ngành đoàn thể tích cực phối hợp với hội nông dân triển khai thực hiện các chủ trương chính sách về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, cùng với sự tích cực đổi mới phương thức hoạt động của các cấp hội nông dân trong lãnh đạo chỉ đạo phong trào và sự nỗ lực cố gắng của toàn thể cán bộ hội viên nông dân toàn huyện đã góp phần đưa phong trào tiếp tục phát triển sâu rộng, hiệu quả cao. Giai đoạn 2023-2025, hội nông dân huyện tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau giảm nghèo và làm giàu chính đáng, phấn đấu để phong trào có bước phát triển mới về chất, chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu cây trồng, vật nuôi, tạo ra sản phẩm nông nghiệp có giá trị và khả năng cạnh tranh cao hơn, góp phần hình thành những vùng sản xuất hàng hóa tập trung gắn với thương hiệu, xây dựng các sản phẩm OCOP của huyện và phát triển mạnh mẽ theo hướng kinh tế tập thể, đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa trong quá trình đổi mới. Phong trào đóng góp thiết thực vào công cuộc xây dựng nông thôn mới của Đảng, Nhà nước, góp phần quan trọng củng cố xây dựng tổ chức hội nông dân, đóng góp tích cực vào xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh. Hàng năm, phấn đấu số hộ đăng ký và số hộ đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp tăng từ 3 đến 5% trên một năm. Mỗi cơ sở hội xây dựng được một mô hình liên kết hợp tác sản xuất hàng hóa. Mỗi chi hội nông dân giúp cho được từ 1 đến 5 hộ thoát nghèo bền vững. 100% hội nông dân cơ sở phát động triển khai thực hiện phong trào có hiệu quả theo quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh. Mỗi cơ sở hội thành lập được từ 1 đến 2 chi hội, tổ hội nghề nghiệp tham gia sản xuất các sản phẩm đạt tiêu chuẩn Việt Gáp, sản phẩm OCOP. Mỗi năm cơ sở hội phải đăng ký thực hiện các tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới, phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những tồn tại khó khăn trong thời gian tiếp theo. Dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy Đảng, sự tạo điều kiện của chính quyền, các ban ngành đoàn thể, hội cấp trên, tập thể cán bộ và hội viên nông dân trong toàn huyện cùng nhau đoàn kết, phấn đấu vươn lên, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp, xây dựng quê hương Lang Chánh ngày càng giàu đẹp, phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh hiện đại.